trọng kính chào, chào quý giả của đài truyền SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với đối Dũng. Hôm trước tôi có kể cho quý vị câu chuyện quan hệ Mỹ Trung nó căng thẳng như thế nào và hai bên đang hy vọng nối lại cái mức bình thường. Chứ nó căng thẳng quá từ cái thời tổng thống Donald Trump tới giờ mà ông Biden mới lên bây giờ vẫn chưa có giải tỏa được mà nó còn căng thẳng hơn nữa, đặc biệt là qua cuộc chiến ở tại Ukraine bởi vì công Trung Quốc cũng đứng về phe Nga, đâm nó khó, và hôm trước tôi có nói cho quý vị nghe một trong điểm chính mà nó khó khăn là bởi vì khi mà ông Trung Quốc đứng về phía Nga thì ông Mỹ ông chĩa vô cái mũi của Đài Loan làm Trung Quốc khó chịu. Trung Quốc vừa đụng của Đài Loan là ông khó chịu ghê lắm. À. Thành ra tôi đã trình bày quý vị là quan hệ Việt Mỹ uh, quan hệ Mỹ Trung nó vẫn còn khó khăn là vì vấn đề Đài Loan. Hôm nay tôi muốn trình bày với quý vị một cái chuyện nó cũng khó khăn nữa giữa Mỹ Trung là vấn đề Đông Nam Á. Trong đó có vấn đề Việt Nam. À, tại sao tôi nói như vậy? câu chuyện như thế này. Ngày 9 và 10 tháng 7 vừa qua, ông ngoại trưởng Vương Nghị Trung Quốc và ngoại trưởng Anthony Blinken của Mỹ có đến Bali của Indonesia dự hội nghị các ngoại trưởng khối G20 để chuẩn bị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm nay. Hai ông thượng vị trên màn hình thấy họ nói chuyện với nhau. Nhưng mà sau đó, họ, họ họp 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ rất căng thẳng trong năm tiếng đồng hồ đó có những cái chuyện gì? Tại khái, bên Trung Quốc đã đưa cho bên Mỹ bốn cái danh sách trong đó yêu cầu Mỹ ngưng làm một số điều mà Trung Quốc nói là sai trái để hai bên mới có thể hòa hoãn được với nhau. Như trước đây, như trước thời ông Trump. Người ta nhớ lại tháng 7 năm ngoái khi bà Wendy Sherman, thứ trưởng của Mỹ, sang thành phố Thiên Tân gặp ông Vương Nghị thì ông Vương Nghị cũng đã trao cho bà Sherman hai danh sách những điều nên làm mình không biết trong đó họ nói cái gì kỳ này ông Vương Nghị giao cho ông Blinken bốn danh sách nữa trong đó nó nhiều vấn đề lắm thuế má này yêu cầu bỏ cái thuế thợ ông Trâm này yêu cầu là gì hủy ừ. bỏ những cái cấm vận đối với một số giới chức Trung Quốc không cho họ nhập cảnh vào Mỹ yêu cầu bỏ cái gì lệnh dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu con gái của chủ tịch công ty Huawei mà chúng ta nhớ giới thiệu ông Trump là bà này bị bắt bên Canada Mỹ đòi dẫn độ về vì tố cáo bà này rửa tiền qua Brazil và tới thời ba lần thì mới nhả cho bà này về nhưng mà cái lệnh đó vẫn còn mà bà Mạnh Vãn Chu được coi giống như là một công chúa của Trung Quốc bởi Huawei là cái công ty mà điện thoại lớn nhất Trung Quốc Và người ta nghi là có nhà nước đứng sau lưng Cho nên bắt bà Bạch Văn Chu mà theo cái lệnh Ấn Độ của Mỹ là Trung Quốc Nổi giận lắm Đó là một trong lý do mà Trung Quốc sau này cái là uh, uh, Họ Họ, họ uh, uh, Yêu, họ rút ra khỏi cái tổng lãnh sự Houston đó rồi họ đóng cửa cái cái cái, cái tổng lãnh sự của Mỹ Hàng Châu đó căng thẳng đó thì bây giờ họ yêu cầu trong danh sách đó là bỏ cái lệnh dẫn độ và mạnh văn chu rồi cái gì nữa họ yêu cầu là gì đối xử với lại báo chí trung quốc như là báo chí bình thường bởi hiện nay đó các cơ quan truyền thông trung quốc qua mỹ làm việc bị coi giống như là gián điệp Lại anh phải xin giấy anh ở được 3 tháng hay một hay 6 tháng tùy theo tôi cho sau đây anh phải xin lại hoặc là anh phải trở về thì Trung Quốc coi những cái này là những hành động mà gọi là miệt thị Trung Quốc Rồi các vấn đề khác Chúng ta biết rồi Trung Quốc yêu cầu Mỹ đừng xíu ở chuyện Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương Đó là những cái yêu cầu trong danh sách, bốn danh sách này Rồi cái gì nữa Ông Trung Quốc yêu cầu Mỹ là gì Đừng có bao giờ coi rằng sợ hãi Trung Quốc. Đừng có nghĩ là Trung Quốc sẽ là đối thủ của Mỹ. Ông Mỹ thì ông bảo rằng là tôi không coi anh là đối thủ về vấn đề quân sự, nhưng anh là đối thủ cạnh tranh với tôi. Tôi không coi anh là kẻ thù mà tôi coi anh là đối thủ. Đó. Rồi cái gì nữa? Một cái điểm nữa mà ông Trung Quốc yêu cầu ông Mỹ mà ông Mỹ không thể làm được, đó là Trung Quốc yêu cầu bên phía ông Biden hủy bỏ những cái dự luật hoặc những đạo luật mà quốc hội đã thông qua nhắm vào trừng phạt Trung Quốc. Thì cái này ông Anthony Blinken nói ngay. <laughs> bên hành như khác. Đảng ngoài anh là nó kiểm soát hết từ là hành pháp, lập pháp, tư pháp luôn. Bên tôi không có chuyện đó. Bên tôi là tam quyền phân lập. Mấy ông bà quốc hội cũng làm gì là ông Biden không làm gì được hết thực ra ông vương kỳ ông biết chứ trung quốc biết chứ biết, biết nhưng mà họ vẫn gây sức ép nhắc lại quý vị ở bên trung quốc đó, quốc hội tòa án hay là bên đảng bên gì là đều chúng tôi đảng viên hết chúng tôi bảo quốc hội đừng có thông qua là quốc hội không thông qua bảo thông qua là thông qua mỹ không làm vậy được ba cái nhánh hành pháp lập pháp tư pháp và độc lập anh lập pháp do dân bầu lên anh hành pháp cũng do dân bầu lên anh tư pháp là do anh nghĩa là hành pháp đề cử và lập pháp chuẩn thuận thành ra bảo ông ông Blinken là về nói với ông Biden là dẹp những dự luật này hoặc là những đạo luật đã thông qua hoặc là những dự luật đang được bàn cãi ở ở quốc hội bảo đừng có làm cái chuyện đó không có lợi cho Trung Quốc với Mỹ thì ông Blinken bảo hay làm được ông ơi đó là những lấn cấn giữa Trung Quốc và Mỹ về phía Mỹ yêu cầu Trung Quốc cái gì Chúng tôi vẫn tôn trọng chính sách một Trung Quốc Nhưng các anh bớt bớt với cái chuyện mà ăn hiếp Đài Loan Và điểm thứ hai là tôi nói với anh biết luôn Là anh đó anh Trung Quốc Anh đừng có quậy ở Biển Đông nữa Anh đừng ăn hiếp các quốc gia trong vùng Biển Đông nữa Mà Biển Đông là chúng tôi có quyền lợi trong đó Mỹ nêu thẳng luôn trong thời gian qua anh tập trận hơn 40 vụ ở Biển Đông anh nghĩ là chúng tôi đang bận rộn ở Ukraine, chúng tôi đang bận rộn ở Trung Đông là các anh quậy đó là không được anh phải ngưng ngay đó Trung, mỹ yêu cầu trung quốc ngưng không được quậy phá biển đông nữa nhưng trung quốc đâu có chịu thì đó là hai cái chuyện mà hai bên đụng với nhau ở tại bali nhưng mà trước khi ông vương nghị đến bali thì ông vương nghị đi một loạt 11 ngày đi năm nước đông nam á đi năm nước đông nam á để mà o bế Lôi kéo các nước Đông Nam Á này về phía Trung Quốc Bởi vì trước đó thì vào tháng 5 Mỹ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ, ASEAN Thì Mỹ cũng lôi kéo các nước ASEAN Chúng tôi hiện viện trợ tổng cộng là 250 triệu đô la Sắp tới đây là tôi còn cho thêm 8 tỷ mấy nữa Ông Trung Quốc thì cũng đã bỏ tỷ rưỡi đó rồi đó. Thì sau khi ông Blinken đó, Trong lúc ông ở Indonesia xong Ông mới đi về Bangkok Rồi ông dù một cú đi qua bên Nhật Chia buồn với gia đình ma Abe Xong rồi ông chạy về DC để ông đi với ông Biden Đi qua bên Saudi Arabia Đi qua Trung Đông Ông lại để lại cái ông Daniel Vinh. Cũng đi qua Tokyo với ông Xong Daniel Vinh đi về Cambodia Là cũng vận động Cambodia luôn Bởi vì Cambodia năm nay là chủ tịch luân phiên Hội nghị thượng đỉnh Đông Á Rồi cái ông Derek Sherrod là cái ông mà cố vấn trong Blinken lại đi Nam Hàn nói cái chuyện gọi là Bắc Hàn. Rồi cái bà gọi là gì? Monica Medina là cũng phụ tá ngoại trưởng đặc cách về vấn đề gọi là môi trường và đại dương thì đi Fiji để họp về vấn đề đánh cá. Thì hôm nó họp vấn đề đánh cá thì có bà Kamala Harris nói chuyện trực tuyến với các nhóm mà ở vùng đảo Thái Bình Dương mà cách đây hơn một tháng chính ông vương nghị cũng đi với cái nước vùng thái bình dương để mà o bế đó vì thế hai này tranh thủ ghê lắm anh trung quốc bây giờ cũng tranh thủ là o bế mấy anh nước các đảo thái bình dương và các nước đông nam á anh mỹ cũng thế cũng o bế các nước thái bình dương và đông nam á hai anh hai anh đụng nhau mà đụng lớn là đụng ở biển đông đó thế thì quý vị thấy đó Hôm trước tôi nói là vấn đề Đài Loan nó trở ngại trong quan hệ Mỹ Trung bây giờ tới Đông Nam Á và Thái Bình Dương nhưng mà đỉnh điểm của cái chuyện đó là xảy ra tuần vừa rồi đó. nó có một số sự kiện nó xảy ra mà có thể làm cho cái quan hệ Mỹ Trung nó căng thẳng thêm và nó có dính tới Việt Nam đó nó nói, chuyện đó là chuyện gì tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình SCT truyền hình SCT sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về câu chuyện quan hệ Mỹ Trung tiếp tục căng thẳng không những chỉ vấn đề Đài Loan mà để để Đông Nam Á trong đó có anh Việt Nam à, và nãy tôi đã trình bày với biết là khi ông ngoại trưởng của Mỹ ngoại trưởng của Trung Quốc gặp nhau ở Bali họp 5 tiếng đồng hồ nhưng mà sau đó tình hình có vẻ cũng không khá được hơn là bởi vì sao trong lúc họ họp ở đó thì có một bản tin của đài Á Châu tự do tiếng Anh thông báo cho biết hàng không mẫu hạng USS Ronald Reagan của Mỹ sẽ thăm Đà Nẵng 5 ngày vào cái tầm là giữa tháng 7. Mà cụ thể theo tôi được biết luôn là có thể là từ ngày 18 đến ngày 24. À, từ ngày 18 đến ngày 22. Đó. Chỉ vậy thôi. Việt Nam không xác nhận, không bác bỏ chuyện này. Chỉ có cái mà cái đài Á Châu Tự Do đó là họ trích nguồn, Giấu tên từ trong nghĩa là bộ quốc phòng ra tất nhiên một đài của nhà nước họ không đưa bậy bạ được nhưng mà đến ngày 13 đó nó có một chuyện xảy ra à, nó là như thế này ngày 12 và ngày 13 thì ở bên Việt Nam có ông Phạm Bình Minh là ủy viên Bộ Chính trị phó thủ tướng thường trực đi qua bên Nam Ninh Trung Quốc ở tỉnh Quảng Tây Trung Quốc họp phiên họp gọi là ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc lần thứ 14 với lại ông Vương Nghị à thì trong đó chúng tôi thấy đó là gì theo thông tấn xã việt nam đưa tin hai bên mọi chuyện tốt đẹp chỉ có hai cái lấn cấn đó lấn cấn cái gì là việt nam và trung quốc đạt được thỏa thuận là sẽ lập đường dây nóng để mà tránh những cái xung đột liên quan đến đánh cá ở trên biển đông lâu nay thỉnh thoảng ngư phủ việt nam vẫn bị ăn hiếp rồi này kia tàu đâm lủng bây giờ họ muốn là giải quyết cái nó nhanh chóng để không có những cái trở ngại thì họ đạt được cái đó, chứ cái điểm thứ hai là Việt Nam yêu cầu Trung Quốc nới lỏng Gọi là quy định Cái chính sách gọi là Zero Covid Để cho nông sản Việt Nam được vào thị trường Trung Quốc dễ dàng hơn Và điều này không phải ông Phạm Minh Minh nói không mà trước đó một tuần ở tại hội nghị Mê Công Lan Thương ở bên miến Điện thì ông Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn của Việt Nam gặp ông Vương Nghị và nó cũng đề cập đến chuyện đó Cứ nhớ hồi Tết năm nay hàng ngàn chiếc xe tải Việt Nam chở hoa quả nông sản lên tới biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng bị kẹt. Nhiều người phải đổ bỏ hoặc bán rẻ. Bây giờ nhiều người họ về họ không trồng thanh long nữa, họ bỏ luôn, họ không trồng nữa. Mít thì đem nghĩa là bán tháo bán đổ. Trở lại cho Việt Nam. Mà Trung Quốc á, là thị trường xuất cảng lớn nhất, à, thị trường gọi là, à, xin lỗi quý vị, đối tác buôn bán lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là đối tác buôn bán lớn hàng thứ sáu của Trung Quốc trên thế giới và trong khối ASEAN Việt Nam là đứng đầu còn đối với Việt Nam đó thì Trung Quốc là số 1 về đối tác thương mại mà đặc biệt trong đó nông sản cho nên rõ ràng có thể là ông Trung Quốc đã ép cái chuyện này theo thông tin xã Việt Nam đưa tin tức là vấn đề này Trung Quốc đồng ý nhưng mà nó chưa được mạnh mẽ lắm tức là có thể tôi nới mà không nới nhiều như Việt Nam mong muốn thì rõ ràng Trung Quốc có vẻ như đang dùng cái này để mà gây sức ép Việt Nam bởi Việt Nam thời gian qua quá gần với Mỹ. Đặc biệt trong vấn đề Mỹ luôn luôn kêu gọi Việt Nam nâng tầm quan hệ chiến lược với Việt Nam chính trị. Thế thì cái ngày 13 đó nó lại xảy ra một chuyện nữa, cũng trong ngày 13 luôn, hai người đang họp ở tại Nam Ninh. Thì á, có hai chuyện xảy ra trong cùng một ngày. Đó là chiếc khu trục hạm USS Benford nó đi vào Hoàng Sa thách thức chủ quyền của Trung Quốc. Đây là lần thứ nhì đi vào nha, hồi tháng riêng cũng chiếc tàu đi vào một lần Trung Quốc phản đối và ngày 13 vừa rồi Trung Mỹ đi vào Trung Quốc phản đối Trung Quốc bảo là mấy anh quậy biển đông mấy anh gây bất ổn và chúng tôi đã đưa máy bay và tàu ra đuổi mấy anh hạm đội 7 kỳ này họ không nhịn nữa họ không chúng tôi đi vào đó là thách thức chủ quyền của Trung Quốc Đài Loan và Việt Nam ở Trung Quốc và Đài Loan Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa và chúng tôi có quyền đi lại theo luật quốc tế và chúng tôi thách thức quý vị còn cái chuyện quý vị bảo là đuổi chúng tôi là không có Quý vị nổ Ông Hạm được cũng nói thắng lên không sợ Và cũng trong ngày 13 đó luôn Hàng không mẫu hạm US Ronald Reagan đi vào Biển Đông Trước đó là ở bên Biển Đông Philippines Và trước đó nữa là ở đảo Guam vào cuối tháng 6 Đi vào Biển Đông Như vậy nó khớp với bản tin của AFE Tiếng Anh là chuẩn bị vào thăm Việt Nam Đúng không? Ngày 13 mà theo dự trù ngày 18 nó càng là nắng ở năm nay Nhưng mà quý vị biết ngày 13 là ngày gì không? Ngày kỷ niệm 6 năm phán quyết của tòa trọng tài quốc tế ở Đà hai chặt cái đường lưới bò chín đoạn của Trung Quốc mà Philippines tưa vào năm 2016 Ây Ông Mỹ giờ cũng ác ha Mỹ hoàn toàn không nhắc chuyện đó Mỹ chỉ nói là chúng tôi đi vào thách thức chủ quyền chứ không nhắc cái phán quyết năm 2016 Trung Quốc khi phản đối cũng phản đối mà không nhắc phán quyết 2016. Còn truyền thông Việt Nam đó chỉ nhắc cái vụ tàu Benford đi vào. Rồi sau đó nửa ngày mới nhắc cái chuyện là hàng không mẫu hạm đi vào Biển Đông. Nhưng hoàn toàn không nhắc kỷ niệm 6 năm phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế. Mà chặt cái đường lưỡi bò chính đoạn của Trung Quốc. Đó, à, quý vị thấy chưa? Nó căng, nó căng cái chỗ đó. Ông đi vào đúng ngày mà kỷ niệm, tức là ngày 13 tháng 7 năm 2016, Trung Quốc bị thua Philippines mặc dù sau đó Trung Quốc bác bỏ cái này nhưng mà đó là cái kẹt cho Trung Quốc bởi vì cái phán quyết đó nó đưa ra dựa trên cái công ước luật biển UNCLOS 1982 mà Trung Quốc có ký vô mà Việt Nam lâu nay mỗi lần nhắc đến vấn đề biển đảo đều đưa cái UNCLOS 82 ra nói mà Mỹ cũng vậy luôn 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 là dựa lên UNCLOS 82 mặc dù Mỹ không ký vào đây à, tôi không ký mà tôi dựa vào cái đó vì thế căng thẳng chưa căng thẳng chưa? À. Nội yêu đó quý vị đủ thấy rồi Thế thì bây giờ chuyện nó xảy ra như thế nào đó. Thì sau đó có những tin cho thấy là Có thể hàng không mua hạng không vào Đà Nẵng Bởi vì có thể Là Trung Quốc gây sức ép là Bởi vì cái chuyện là chuyện Việt Nam Cho vào không là chuyện Việt Nam Mỹ có vẻ như muốn vào Việt Nam chưa cho vào Thì ngày 13 cái chuyện đã xảy ra Thì qua ngày 14 Đài tiếng nói Hoa Kỳ Voa tiếng Việt đưa một bản tin lại trích giới chức bên bộ ngoại giao nói là có thể tàu cái cái hàng không hạm vào cuối tháng 7. À quý vị thấy chưa? Hai cái anh đó là hai cơ quan truyền thông của nhà nước hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nói hai bản tin nó khác nhau. Bây giờ không biết có vào không mình biết. Nhưng mà với tình hình này nhiều người cho rằng có lẽ là sẽ không vào. Bởi vì nó căng quá. Và người ta câu hỏi nếu Mỹ đừng đi đừng cái cái, cái ngày mà 13 tháng 7 nếu cái bên phật cái khu trục hạm bên phật mà không đi vào vùng biển hoàng sa có lẽ là vào được cái hàng hóa vào được bởi vì đi vào như vậy nó căng quá việt nam nói, anh thấy sao chết cha mấy anh đụng mà tôi đưa cho vào thì kẹt tối mà chưa kể tôi đang bị trung quốc ép cái vụ nông sản nữa thấy chưa thì cũng có người ta bảo là trung mỹ có khi làm việc để cảnh báo việt nam là đừng có đi gần trung quốc quá Điều này đã được nó là nhiều giới chức của Mỹ nói với Việt Nam rồi. Khi mà họ muốn Việt Nam lên quan hệ tầm chiến lược, Việt Nam vẫn ngại Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam với Mỹ bây giờ là không có cái gì để mà chê. Ngày 8 tháng 7 vừa rồi, ông Mark Napper, đại sứ của Mỹ tại Hà Nội, kỷ niệm ngày quốc khánh của Mỹ trễ 4 ngày ở tại Hà Nội. Chính ông phát biểu quan hệ Việt-Mỹ tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Thấy không? Mà bây giờ ông mỹ bực ông trung quốc bảo anh đâu có làm vậy được tôi chơi canh đúng ngày 13 tháng 7 tôi cho các bạn phật phật cho hàng không mô hạm vào hàng không mô hạm này không phải đi một mình nhá họ đi với hải đội 15 nữa lần này quý vị thấy trên màn hình có tên của mấy cái tàu tàu an tiêm rồi tàu gì mấy cái khu trục hạm với tuần như hạm nữa đi một lực lượng hùng hậu lắm đó thành ra thưa quý vị kết luận vấn đề là cho thấy là gì? mỹ với trung quốc vẫn căng thẳng không phải chỉ vấn đề đài loan mà vấn đề đông nam á đặc biệt vấn đề biển đông và cái hành động ngày 13 tháng 7 của rồi Mỹ cho tàu khu trục hạm USS Benford đi vào Hoàng Sa Rồi cho hàng không hạm đi vào Biển Đông Đúng ngày kỷ niệm 6 năm Trung Quốc bị thất bại Sắp mặt nó thất bại ê chề tại tòa trọng tài quốc tế Đà Hà bên Hòa Lan Chơi mặt mặt vậy thì ông Việt Nam ngoài, ông ngoài không sợ không ngại chứ Bây giờ cho tàu cho hàng không hạm vô nữa thì đúng là chêu ngươi Trung Quốc à, Đâm ra Việt Nam phải đánh thôi Tôi nghĩ là nhiều phần sẽ thôi thì đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị chương trình sau.